Cũng trong ngày 14 tháng 3, công an tỉnh Tiền Giang cho biết là đang điều tra và làm rõ hai nghi phạm nổ súng bắn chết một thiếu niên trên địa bàn phường 2 thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang. Theo công an tỉnh Tiền Giang vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 13 tháng 3, huỳnh Bảo Sang sinh năm 2007, ngụ thành phố Mỹ Tho, điều khiển xe máy chở theo võ tấn tài sinh năm 2008, ngụ huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang, lưu thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh theo hướng từ phường 2 sang phường 1 thành phố Mỹ Tho khi đến cầu quay hai thiếu niên này bị ti và mạnh đi trên xe máy dùng súng bắn và hậu quả là sang tử vong sau khi được người dân đưa đi bệnh viện sau khi biết sang tử vong ti và mạnh đã ra đầu thú và giao nộp cho công an một khẩu súng bắn đạn cao su một viên đạn kèm theo bốn vỏ đạn